chạm vai rồi về lắng lắc cây hồng, chân bé nâng thật cao bước đều bước thật nhịp nhàng, rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào. Rất vui khi được gặp lại các bậc phụ huynh cùng các con thân yêu. Để có một sức khỏe tốt, ngoài việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng ra, thì các bậc phụ huynh hãy nhắc nhở các con thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Vì vậy, hôm nay tôi xin chia sẻ với các bậc phụ huynh một vận động giúp rèn luyện sự khéo léo của tay và chân. Đó là vận động trườn về phía trước. Để thực hiện được vận động, phụ huynh hãy chuẩn bị cho con một vạch xuất phát, một vạch đích. Bây giờ, các bậc phụ huynh hãy cho các con thực hiện giống như bạn Huy Khiêm nhé. Bạn Khiêm đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị! Ở tư thế chuẩn bị, phụ huynh cho con nằm sấp xuống sàn, đặt hai tay trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh thì trườn về phía trước. Khi các con trườn, phụ huynh nhắc nhở con trườn chân nọ tay kia, chân đạp mạnh và dướn người về phía trước. Nếu như các con chưa thực hiện được thì các bậc phụ huynh hãy làm rồi cho các con tập làm theo. Vừa rồi các bậc phụ huynh cùng các con đã được trải nghiệm vận động trườn về phía trước. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ hướng dẫn cho các con thực hiện tốt vận động này để rèn luyện sức khỏe, giúp con chống lại bệnh dịch. Chúc các bậc phụ huynh và các con có được trải nghiệm thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!